7. Thái tử Tu Xà Đề. Chính tôi được nghe, một lần Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại Tinh Xá Vườn Trúc. Bây giờ Đức Phật và tôi, A Nan, vào thành khất thực, gặp hai ông bà già đã lòa đôi mắt, nhà nghèo ở chú dưới cổng thành. Ông bà chỉ được một cậu con trai, năm ấy mới lên 10 tuổi. Hàng ngày cậu phải đi xin để nuôi cha mẹ. Được quả gì tươi chín hoặc thức ăn ngon thì dâng cha mẹ, còn thứ gì không ngon thì mình ăn. Tôi thấy đứa bé hiếu thảo với cha mẹ như vậy, động lòng thương và yêu nó lắm. Sau lúc về Tinh Xá, tôi bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, vừa đây con đi theo hầu ngài vào thành Xá về, thấy một đứa bé con biết báo hiếu, đi xin được món gì ngon thì để dâng cha mẹ, món gì dở để mình dùng. Con nhỏ dại mà đã có từ tâm hiếu kính như vậy, thực là hiếm có. Phật bèn dạy rằng: Người xuất gia hoặc tại gia có từ tâm hiếu dưỡng với cha mẹ thì được phúc đức vô lượng vô biên. Ta tự nhớ rằng thời quá khứ, có một lần cắt thịt nuôi cha mẹ trong lúc đói khát nguy nan. Bởi công đức ấy, ta sinh lên trời được làm thiên đế, sinh xuống nhân gian được làm thánh vương, cho đến nay được thành Phật, đặc tôn trong ba cõi cũng do phúc ấy. Thấy Phật nói thế, tôi hỏi Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, thời quá khứ ngài cắt thịt nuôi cha mẹ trong lúc nguy nan, việc đó thế nào, xin nói chúng con được rõ. Này A Nan, ông hãy để ý nghe. Cách đây vô lượng vô số kiếp, cũng châu Diêm Phù Đề này có một nước lớn tên là Đặc Xoa Thi Lợi. Ông vua nước ấy tên là Đề Bà, được 10 con trai, mỗi người cai trị một nước. Người con trai út tên là Tu Đề La Chi, Tàu Dịch là thiện chủ, chỉ dần được an lạc, giàu thịnh, mưa gió thuận hòa, thái bình thịnh trị, nhân dân mến chuộng. Thời đó ở nước vua cha có quan đại thần tên là La Hầu, tính hung ác tàn bạo, nổi dậy làm phản, cướp ngôi giết vua, rồi đem quân đi giết thái tử ở các nước nhỏ. Thái tử út là người có đức lớn nên các bộ quỷ thần thường hay ủng hộ. Hôm ấy nhà vua ra vườn chơi, chợt gặp một con quỷ dạ xoa rẽ đất chui lên, thưa rằng: La Hầu đại thần làm phản giết vua cha rồi, đương đem quân đi giết các anh của nhà vua, nay mai sắp tới đây để giết nhà vua đó, vậy mau mau sửa soạn lánh đi nơi khác. Nhà vua gật đầu cảm ơn, trở về cung không nói cho ai biết, nửa đêm lẻn ra đi một mình. Đi chưa được bao xa, sực nhớ con yêu của mình là Tu Xà Đề mới 7 tuổi, tính rất thông minh khôn sáng, trở về ấm đi, vừa đi vừa sụt sùi rơi lệ chứa chan. Bà phu nhân thấy có vẻ lật đật lo sợ, ngạc nhiên hỏi: Nhà vua lo chi mà lật đật như vậy, nói cho tôi biết với. Đáp: Việc chi bà không cần phải biết. Bà bèn nắm vạt áo kéo lại hỏi: Tôi với nhà vua hai thân như một, cam khổ cùng chung chịu, sống thác có nhau, điều chi xin nói cho tôi biết. Nhà vua bất đắc dĩ nói rằng: Hôm qua tôi ra vườn chơi gặp con quỷ dạ xoa bảo cho biết rằng hiện nay ở nước nhà La Hầu đại thần đã giết mất vua cha rồi, đang đem quân đi giết các anh ta, nay mai sắp tới để giết ta, vì thế ta không kịp nói cho ai biết. Hoàng hậu nói: Cháu ơi, một việc nguy như vậy mà ông nỡ bỏ tôi, trực đi một mình, thôi để tôi đi cùng, sống chết có nhau. Nói rồi bắt đầu đi, mục đích sang nước láng giềng là một ông vua bạn thân. Sang nước ấy có hai lối, một lối đi 7 ngày, một lối đi 14 ngày. Vì lo sợ quá nên lúc ra đi không chuẩn bị lương thực, nhà vua chỉ đem lương đủ có một người ăn trong 7 ngày. Nhưng không may đi phải con đường 14 ngày. Đi được vài hôm lương thực đã hết, đói khát mê man giữa rừng, thực vô phương kế,
Vì sợ thái tử chết nên nhà vua định giết hoàng hậu để cứu con. Nghĩ rồi, giục bà đi trước, rút dao định chém. Thái tử thấy vậy, chắp tay thưa rằng: "Kính lệ cha, cha cầm dao để làm gì?" Đáp: "Ta giết mẹ để lấy thịt cho con ăn, kẻo con chết mất." Thái tử thưa: "Kính lệ cha, xin cha giết con để ăn dùng cho qua lúc tai nạn này. Cha chớ giết mẹ con, không bao giờ con lại ăn thịt mẹ. Con tuy chết nhưng cha mẹ lại sinh được con khác. Nếu mẹ con chết thì không bao giờ có mẹ con lần thứ hai nữa. Cứ mỗi ngày con xin cắt thịt con để dâng cha mẹ dùng cho tới nước kia." Thấy thái tử nói thế, nhà vua lòng đau như cắt, không biết tính kế gì. Nếu không ăn thịt, chết cả ba người cũng vô ích. Nếu ăn thịt thì thương con, và nhất là sự cứu vãn nước nhà là cần thiết hơn. Nghe xong, nhà vua đành nhận lời của thái tử. Cứ như thế, mỗi ngày cắt hai miếng thịt ăn cho khỏi mệt mỏi, để lấy sức đi đường. Đã gần hết mà chưa tới. Sự đói thúc giục nghèo ngặt quá, nhà vua cầm dao cắt thêm được chút thịt nữa. Tới lúc cha con sắp chia tay thì thái tử thưa với cha rằng: "Thưa cha, mạng con sắp chết. Vừa rồi cha cắt được chút thịt, xin cho con một phần." Nhà vua bèn phân số thịt đó ra làm ba: hai phần để ăn, một phần trao cho thái tử. Tới đây cha con tử giã nhau. Nhà vua và hoàng hậu hai người đi không lâu đã tới nước kia. Còn thái tử nằm chơi trên mặt đất giữa khoảng rừng xanh. Khi đó thái tử nguyện rằng: "Kính lạy thập phương đại giác tam hùng sư, chứng minh lòng thành kính của con cắt thịt dâng cha mẹ. Xin đem công đức này để cầu thành Phật, tế độ mười phương chúng sinh hết mọi sự đau khổ, đưa chúng sanh đến cõi niết bàn an lạc." Phát nguyện xong, 3000 thế giới chấn động 6 lần. Cõi trời dục giới và sắc giới ngạc nhiên không biết chuyện chi mà chuyển động cả cung điện. Họ nhìn xuống nhân gian, thấy thái tử Tu Xà Đề cắt thịt nuôi cha mẹ, vì lòng hiếu thảo làm chuyển động trời đất. Họ bay xuống rất đông, vì lòng hiếu của thái tử làm cho mọi người rơi lệ thành mưa. Vua Đế Thích tự hóa thần làm đứa bé con, lại xin thái tử trao cho miếng thịt đường cầm trên tay. Đế Thích lại hóa ra con sư tử, chồm nhảy gào thét ý muốn ăn thịt. Thái tử thầm nghĩ: "Những loài muông thú kia muốn ăn thịt ta thì cứ ăn, ta rất vui lòng, có tiếc chi." Vua Đế Thích thấy thái tử một dạ bền bỉ vững chắc, liền hiện lại nguyên hình rồi thưa rằng: "Thưa thái tử, tôi đây là thiên đế. Thấy thái tử có hiếu đối với cha mẹ một cách tuyệt đãi, tất cả trời người phàm thánh không ai làm nổi. Xin hỏi thái tử đem công đức ấy hướng về ngôi Đế Thích, Phạm Thiên, Ma Vương hay sao?" Đáp: "Thưa ngài, tôi đem công đức này hướng về cõi Phật, cầu thành Phật độ sinh, chứ không cầu làm những ông vua cõi trời, cõi người như Đế Thích, Phạm Vương, Ma Vương hay Chuyển Luân Thánh Vương để hưởng những dục lạc trong ba cõi." Đế Thích hỏi: "Thái tử đau đớn như thế thì tâm có hối hận gì không?" "Thưa không có hối gì." Thái tử nói: "Không, chúng tôi không lấy gì để làm chứng tỏ." "Nếu ngài không tin thì xin phát nguyện rằng: nếu tâm tôi không hối thì thân tôi lại được phục như cũ." Tuyên thệ xong, thân thể tự nhiên lại được lành mạnh như cũ. Các vết thương biến mất, da dẻ tốt đẹp, thân người rạng rỡ. Thấy sự chứng tỏ có cụ thể như vậy, vua Đế Thích và tất cả mọi người cõi trời ai ai cũng vỗ tay vui mừng và khen thái tử chí thành chí hiếu, rồi cùng nhau biến thân về thiên cung. Đoạn này nói đến nhà vua khi tới nước kia vào yết kiến vua nước ấy. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu và trình bày công cuộc đi,
sự hiếu của thái tử Tu Xà Đề cho vua láng giềng nghe. Nhà vua láng giềng nghe xong vừa thương vừa cảm động, đồng thời tất cả vua quan sĩ chúng đi thăm thái tử. Đến nơi thấy thái tử được lành mạnh, tới trước chào mừng và thuật rõ câu chuyện để vua nghe. Thấy thế ai cũng vui mừng không tả xiết. Nhà vua láng giềng thấy thái tử có sự ly kỳ như vậy lại càng thêm phần kính trọng, rồi tất cả trở về kinh thành. Sau thời gian ấy, vua láng giềng sửa soạn binh nhung, xa quân, mã quân, bộ quân cùng với vua Thiện Chủ và thái tử Tu Xà Đề về bản quốc tiêu diệt bọn La Hầu và lập đại vương cho vua Thiên Chủ. Từ đó trở đi trong nước lại được thái bình thịnh trị. Phật nói tới đây lại nhắc cho tôi biết rằng: này An An, vua Thiện Chủ thuở đó chính là tiền thân phụ vương của ta ngày nay, tức vua Tịnh Phạn. Bà mẫu lúc đó chính là tiền thân của ta bây giờ, Ma Gia. Thái tử Tu Xà Đề chính là tiền thân của ta. Cũng do đời quá khứ, ta có tử tâm hiếu hành, cắt thịt nuôi cha mẹ trong lúc nguy nan. Bởi phúc ấy trên cõi nhân, cõi thiên, ta thường được sinh vào nhà tôn quý, hưởng phúc vô cùng vô tận. Và nhân thế cho đến ngày nay, ta được thành Phật, đặc tôn trên ba cõi. Bây giờ trong đại hội được nghe thuở tiền sinh của Phật, ai ai cũng cảm lòng hiếu hạnh của Ngài, thật là hiếm có. Ngày lúc ấy có người đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến quả A La Hán, có người phát Bồ Đề Tâm, có người trụ ngôi bất thoái, mọi người đều vui vẻ cúi đầu tạ lễ mà lui. Tám, cô Kim Cương. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Khi đó phu nhân của vua Ba Tư Nặc là Mạt Lợi sinh được cô con gái, đặt tên là Ba Xà La, tàu dịch là Kim Cương. Tướng người rất xấu, da sần sù, hình như da ngựa, tóc tựa lông đuôi ngựa, hình vóc không giống người, chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Thực là trên đời chưa từng có một người thứ hai như cô. Nhà vua thấy công chúa như vậy lấy làm buồn giận, nhưng không biết phải làm thế nào, phải giao cho một người nuôi riêng nơi nhà kín, ngoài ra không dám cho ai biết. Khi lớn tuổi, nhà vua lại càng thêm khó nghĩ. Chẳng lẽ nuôi con mãi không lập gia đình, nếu gả chồng thì sánh vào hạng người nào? Nhà vua và hoàng hậu bàn nhau như vậy. Vua nói: bây giờ Kim Cương đã lớn tuổi, bà tính sao, có gả chồng cho nó không? Hoàng hậu nói: tâu bệ hạ, tôi nghĩ rất khó. Trong triều văn võ bách quan, ai là người lấy nó? Nếu họ nhìn thấy nó, họ cũng phải chết khiếp. Vua nói: tôi tính như vậy, bây giờ sẽ tìm cho nó một người dân thường, nhưng phải dòng quý phái và có học thức, bà nghĩ có được không? Vâng bệ hạ, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Ngày mai nhà vua gọi quan lại thần vào nói rằng: ta có một chút việc riêng, hành vào các thôn quê tìm cho ta một người học trò nhà nghèo, chừng 20 tuổi, nhưng phải dòng quý phái mới được. Quan lại thần đáp: dạ, hạ thần xin tuân mạng. Cách ít bữa sau, ông tìm được một thanh niên khôi ngô tuấn tú, ra vẻ bút nghiền kinh sử, và cũng đúng như lời vua dặn. Cậu còn nhà quý phái, nhưng chỉ một nỗi nghèo. Chàng được thấy vua triệu vào cung, trong dạ mừng thầm và cũng lo thầm, chưa biết cát hung thế nào. Rồi cùng ông quan này lên đường về kinh. Tới kinh, lại thần nói: anh hãy đứng đây để tôi và tâu vua trước. Dạ, xin đứng đây chờ ngài. Lại thần vào trước sân rồng quỳ xuống tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, theo thánh chỉ, hạ thần đã tìm được một thanh niên
hiện đương ở ngoài cổng thành. Nhà vua nói: "Chấm cho phép khanh đưa nó vào đây." Lại thần bái tạ, trở ra đưa chàng vào cung. Vua hỏi chàng: "Anh năm nay bao nhiêu tuổi?" Đáp: "Kính tâu hoàng thượng, con năm nay 20 tuổi. Học hành thế nào?" "Dạ, con đương theo học Hoa Tú Tài." "Cha mẹ còn sống hay chết?" "Dạ, cha chết đã lâu, còn mẹ già hàng ngày làm mướn cho con đi học." Vua nói: "Hôm nay kêu người vào đây vì chấm có người con gái hình thù xấu xí, trong triều không thể sánh duyên cùng ai được. Nghe biết người tuy nghèo nhưng dòng hào tộc, vậy ta gả con ta cho, người có ưng thuận không?" "Dạ, muôn tâu thánh thượng, nhà con có đầy phúc đức nên nay mới được hoàng thượng ngó tới. Thực là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con xin tuân theo lời ngọc chỉ, không dám trái mạng." "Tâu thánh thượng, con gái của thánh thượng tuy xấu nhưng dầu sao cũng là con của thánh thượng, là khí huyết của thánh thượng sinh ra, thực là phước đức cho con vô cùng vô tận. Hôm nay nếu thánh thượng có gả con chó cho con thì con cũng không dám từ chối, nữa là được diễm phúc sánh hàng phò mã." Nhà vua nghe anh nói mỉm cười, rồi định ngày làm lễ đính hôn cho con gái. Ngày lễ này nhà vua cũng giấu, không cho bá quan và nhân dân biết, chỉ trong hoàng cung làm lễ sơ sơ. Sau cuộc này, nhà vua cho hai vợ chồng chàng rể ở riêng một tư thất nơi hậu viên, 7 lần cửa khóa, cây cối âm mưu, có vẻ kín đáo. Vua dặn riêng chàng: "Luôn luôn để vợ trong cung cấm, nếu có đi đâu phải khóa cửa, và một điều ngặt nhất, chớ cho ai ngó thấy, vì lỡ để thiên hạ chê cười." Từ đó, anh học trò nghèo Vinh Hạnh được nhà vua thâu nạp làm phò mã, vinh hòa nhất mực, lộc nước phấn vua, thoát khỏi nỗi cơ hàn bần khổ nơi hương thôn hủ tục, được dự với những hàng quan liêu trong triều chính, chẳng khác gì Đại Long thoát khỏi chốn ao tù ra nơi biển cả, phượng hoàng sổ cánh bay bổng trốn mây xanh. Gặp thời buổi thanh bình bốn phương an lạc, nơi kinh thành những thứ vui dồn dập, khi ấy các quan triều và các nhà quý phái kết hội với nhau, hàng tháng có những ngày họp mặt để thưởng thức những thú vui. Ông phò mã này cũng vào một chân. Khi tới hội, ai cũng đem theo vợ, nhưng riêng phò mã chỉ đi có một mình, nên một số người tò mò thắc mắc, tự nói với nhau rằng: "Ông phò mã này kỳ nào cũng đi một mình, không thấy vợ đi. Một là vợ đẹp, hai là vợ ông xấu. Hôm nay chúng ta tìm cách để xem vợ hắn vì lý do gì mà không tới hội." Mọi người đều thuận lời bàn ấy. Hôm đó họ mời ông phò mã uống rượu rất say. Xong cuộc ăn uống, phò mã say ngủ bất tỉnh. Họ cởi trộm lấy chìa khóa, rồi sai 5 người tới nhà xem cô vợ của ông ra sao. Giữa lúc phò mã đi dự hội, cô Kim Cương một mình ngồi trong nhà, thơ thần, buồn bực, tự than rằng: "Không biết kiếp trước ta tạo tội gì, kiếp này bị thân hình xấu ác, suốt tháng quanh năm vua cha giam giữ trong nhà kín, không nhìn ngó thấy bóng mặt trời mặt trăng cho đến một ai. Là thân người không khác gì loài chim lồng cá trầu, thực là khổ quá không biết bày tỏ cùng ai." Cô lại nghĩ như vậy: "Hiện nay Đức Phật ra đời cứu giúp quần sinh muôn loài, rất nhiều người được hàm ân thoát khổ, ta cũng không được tới nơi ngài mà chiêm ngưỡng để cầu ngài cứu khổ ban vui." Nói rồi cô lấy hương đốt hướng về núi Linh Sơn nơi Đức Phật ngự, một mình chí thành đảnh lễ khấn rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, mở lượng từ bi thương xót đến con, tới đây để con được cúng dường và giáo hóa cho con." Vì lòng thành kính thiết tha cầu nguyện của cô nên Đức Phật dùng thần túc hiện bay đến chỗ cô ở. Đầu tiên, ngài cho cô nhìn thấy tóc của ngài xanh, nhỏ mềm, có ánh quang minh. Cô quỳ xuống lễ lạy vui mừng.
nên bộ tóc đuôi ngựa của cô tự nhiên biến thành tóc xanh nhỏ mướt. Lần thứ hai ngài cho cô nhìn thấy dung nhan như vầng mặt trăng đêm rằm, tươi đẹp siêu phàm. Thấy thế cô vui mừng, một lòng tha thiết lễ kính. Vì thế bộ diện xù xì của cô đã biến thành cô gái tiên Nga, mắt sáng tựa sao, mồm tươi hoa nở. Lần thứ ba, ngài hiện toàn thân cho cô chiêm ngưỡng. Thân tướng của ngài như quả núi vàng, làm sáng rực cả căn nhà của cô. Cô sung sướng quá, lễ kính dưới chân, ăn năn hối lỗi. Vì thế nên những tướng xấu già thô được tiêu tan, thân cô tự nhiên đoan chính, tươi đẹp, siêu nhân. Tới đây Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cô nghe, những điều kiêu mạn sân si nên bỏ, lòng từ khiêm nhượng nên tu. Cô nghe lời giáo hóa như người được uống nước cam lồ, vội vàng thụp lạy xin thọ giáo. Cũng do lòng thành phát khởi nên những nghiệp ác của cô đã tạo từ đời quá khứ được tiêu tan. Ngay giờ phút ấy tự nhiên trí óc sáng tỏ, chứng được quả tu đà hoàn. Đức Phật nhận thấy cô đã thoát nghiệp và chứng quả nên ngài ẩn hình biến về Linh Sơn. Đoạn này nói đến 5 người. Vừa lúc Đức Phật ra về thì họ mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô, họ thưa rằng: "Thưa cô, xin lỗi cô, có phải cô là vợ Phò Mã không?" "Thưa phải, các ông tới đây có việc gì?" "Thưa, chúng tôi đây có chút việc tư, muốn gặp Phò Mã." "Hôm nay Phò Mã đi chơi." 5 người xin cáo lui. Ra đường, họ nói cùng nhau rằng: "Quả nhiên vợ anh đẹp, nên anh không mang đi đấy thôi." Trở về, họ trả lại chìa khóa cho Phò Mã. Sau đó Phò Mã tỉnh rượu về nhà, nhìn không thấy vợ, chỉ thấy cô gái đẹp. Ông hỏi: "Xin lỗi cô, tới đây có việc gì?" "Thưa ông, tôi là bạn của Kim Cương đây." "Thưa, Kim Cương đi đâu cô có biết không ạ?" Cô phì cười thưa rằng: "Đố anh tìm thấy Kim Cương đấy." Phò Mã còn đương hoang mang, cô nói tiếp: "Em chính là Kim Cương, không phải ai đâu. Anh đừng có lạ. Hôm nay em buồn vì sự xấu xa của em, nên em đốt hương cầu nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lâm cứu tế. Ngài tới đây em được lễ kính, nên những tội ác nhiều đời của em được tiêu tan, biến thân gái xấu đổi thành đẹp, nên anh không nhận được. Có phải ai đâu, cửa anh khóa còn ai vào được. Bây giờ anh đến Tâu Phụ Vương và Mẫu Hậu để em lên yết kiến." Phò Mã vui quá, biết đích là vợ mình, vội lên vương cung tâu vua rằng: "Tâu Phụ Vương, Kim Cương muốn lên để yết kiến Phụ Vương." Đáp: "Thôi, ta bận việc, anh cẩn thận, chớ cho nó đi đâu, để khi nào ta đến thăm." Phò Mã tâu: "Tâu Phụ Vương, Kim Cương hôm nay được nhờ công đức Phật biến thân gái xấu đổi thành đoan chính tươi đẹp. Giờ đây Phụ Vương có nhìn cũng không nhận được." Vua nói: "Thế à, quả như vậy thì anh mau về đem nó lại ta xem." Phò Mã tất tưởi đưa vợ lên yết kiến vua và hoàng hậu. Nhìn thấy Kim Cương tươi đẹp khác xưa, trong tâm vui vẻ nói: "Nam mô Phật. Đức Phật xuất thế làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Còn ta hôm nay được ngài giải thoát tội lỗi, lại được đổi xấu thành đẹp, thực là phúc đức vô lượng, biết lấy gì để đáp được ngài." Sớm ngày mai, nhà vua sửa soạn lễ vật rồi cùng đi yết kiến Phật. Tới nơi mọi người đều lễ Phật rồi lui về một bên. Vua bát tử nặc bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, chẳng hay đứa con gái của con đời quá khứ làm phước gì, nay được sinh vào nhà tôn quý, và không rõ tạo tội gì phải chịu thân gái xấu, da tóc thô kịch, hình như súc sinh. Kính xin ngài chỉ bảo cho chúng con được biết nguyên do." Phật nói: "Ông muốn biết tội căn và phước báo của Kim Cương, tôi sẽ nói cho ông hay. Người ta ở trên đời đẹp tốt hay xấu xa cũng do nghiệp hành đời trước, tội hay phước cũng do báo ứng của trần thế.
thuở đời quá khứ đã lâu lắm, bây giờ có một nước lớn tên là Ba La Nại. Nước ấy có ông trưởng giả giàu có vô chừng, ông biết tôn kính ngôi Tam Bảo, cúng dường chư tăng. Ông phát nguyện xin suốt đời cúng dường một vị Bích Chi Phật. Vị ấy thân thể thô kịch, hình dáng nhem nhuốc xấu xa. Ông có cô con gái còn nhỏ tuổi. Khi ấy, vị Bích Chi Phật lại nhà thì sinh lòng khinh mạn rồi nói: ông này thân thể thô kịch xấu xa, da rẻ sần sù, ghê tởm lắm như vậy. Song ngài vẫn làm thinh và thường thường đến nhận các món cúng dường của ông trưởng giả. Vị Bích Chi Phật khi sắp tịch diệt vào Niết Bàn, muốn để những người tin theo ngôi Tam Bảo phát khởi lòng tu cho bền chắc, cho tinh tiến, nên ngài bay lên hư không để hiện các phép thần thông. Trên mình ngài phun ra lửa, dưới phun ra nước, đầy cả hư không, rồi hiện bên đông, lặn bên tây, hiện bên nam, lặn bên bắc, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đi, hoặc đứng trên hư không, khiến cho cả nhà ông trưởng giả coi thấy phép thần biến, rồi từ trên hư không bước xuống đi vào nhà ông trưởng giả. Ông rất vui mừng và thận trọng kính mến. Người con gái nhỏ lúc đó tự biết mình có tội nói xấu ngài, kiếp sau quyết bị quả báo, sợ hãi ăn năn, tới trước chắp tay quỳ thẳng thưa với ngài rằng: muôn xin tôn giả tha thứ, trước đây con không biết ngài là bậc thánh, đem lòng khinh mạn, ác tâm nói xấu, tội con quá nặng, kính xin tôn giả xá tội và chớ để tâm. Vị Bích Chi Phật cũng thể lòng từ bi cho cô sám hối. Đại vương nên biết, người con gái ấy nay là Kim Cương, con của ông. Lúc đó ác tâm chê rèm bậc thánh nhân, cho nên từ kiếp ấy đến nay, sinh vào thế giới nào cũng phải chịu thân hình xấu ác. Vì biết hối lỗi nên nay mới được đoan chính tốt tươi, anh tài vượt chúng. Cũng do sự cúng dường vị Bích Chi Phật nên đời đời thường được sinh vào nhà tôn quý, hưởng sự giàu sang sung sướng. Và cũng do nhân duyên này mà được giải thoát như thế đó. Đại vương, tất cả chúng sinh phải nên gìn giữ thân, miệng, ý cho cẩn thận, chớ nên cản rỡ khinh người, chê bai mắng chửi, sau chịu quả báo đau khổ khó mà thoát khỏi. Bây giờ vua Bà Tư Nặc và quần thần cùng tất cả đại chúng nghe Phật nói căn do quả báo của Kim Cương như vậy, ai nấy đều sợ hãi và phát tâm tin kính. Tụ cảm thấy trước Phật nhân sự tín tâm, nên có người chứng sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm bình đẳng vô thượng, cũng có người trụ ngôi bất thoái. Ai nấy đều khát ngược lời giáo hóa của Phật, vui vẻ tuân theo, cúi đầu tạ lễ lui ra. Chín. Tỳ Khưu Kim Tài. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng các vị tôn đệ tử 1250 người ở đó. Trong thành này có ông đại trưởng giả, và phu nhân của ông khi đó sinh được một cậu con trai hình dáng tốt đẹp, trên đời hiếm có, đặt tên là Kim Tài. Nhưng lạ thay, từ lúc cậu lọt lòng ra đã thấy hai tay nắm chặt tròn như quả thủ. Bà mẹ mở tay cậu ra xem, thấy mỗi nắm tay nắm một đồng tiền vàng. Bà liền nhặt lấy hai đồng tiền này, lại có hai đồng tiền khác ở tay cậu. Bà mẹ lượm mãi đến nỗi đầy một kho tiền vàng mà tay cậu vẫn có không hết. Nhà ông trưởng già đã giàu, sinh cậu ra lại giàu thêm, thực là một việc kỳ lạ nhất thời đó. Sau khi lớn tuổi, cậu rất thông minh, nghe thấy Phật xuất thế độ sinh, nhiều người theo ngài tu đạo đều được đắc quả giải thoát. Cậu vui mừng và để ý xuất gia theo Phật, nên không lập gia đình. Một hôm cậu lên thưa với cha mẹ rằng: kính thưa song thân,
Ở đời tuy giàu có sung sướng, gia đình hạnh phúc vui tươi, nhưng chỉ có tạm thời, không bao lâu đã thấy cảnh già chết đưa lại. Nước mắt khóc lẫn nhau, kẻ tham tình ân ái ở thế gian khác chi đứa trẻ con thảm mật trên lưới dao. Đầu tiên liếm thấy ngon ngọt, nhưng đứt lưỡi lúc nào không biết. Chỉ có xuất gia tu đạo tìm đường giải thoát là an vui hơn. Vậy cúi xin cho con theo Phật xuất gia tu hành. Đáp: Ừ, con nói có lý. Việc đó cha mẹ không cấm đoán, cho con được tùy ý muốn, cha mẹ vui lòng. Sau khi được sự đồng ý của ông bà, Kim Tài tìm đến chốn Phật. Thấy Phật đoàn nghiêm tướng hảo, sinh lòng tin kính vui mừng, sụp lễ trước Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, không biết phúc duyên gì sinh thời gặp Phật, con tới đây cầu xin Ngài từ bi tế độ, cho con nương dưới bóng Ngài được tu hành tìm đường giải thoát. Đức Phật nhìn thấy Kim Tài có đủ duyên lành, quả bồ đề sắp được phát sinh, nên Ngài nhận cho nhập đạo rồi nói: Kim Tài, người có túc duyên nên này được gặp ta. Muốn theo giáo pháp của ta, cần phải chăm chỉ thuyền tụng mới chóng được khai ngộ. Kim Tài thưa: Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, con xin thọ giáo. Đức Phật sai ông thượng túc đệ tử cạo đầu may áo và làm lễ chuyển giới sa di. Từ đó Kim Tài được theo hầu Phật tu hành. Trải qua thời gian lâu năm, Kim Tài đã 20 tuổi. Đức Phật và các vị đại đức đăng đàn truyền giới cụ túc. Trước khi truyền giới, Kim Tài phải đi đảnh lễ các vị hòa thượng A Xà Lê. Mỗi khi lễ xuống đất, hai tay rơi ra 2 đồng tiền vàng. Cứ thế, lễ vị nào cũng nảy ra 2 đồng tiền vàng. Tùy theo lễ nhiều thì rơi nhiều, lễ ít thì rơi ít. Sau khi được nhận lãnh giới cụ túc, Kim Tài chăm chỉ tu hành, không bao lâu đã chứng quả A-la-hán. Thấy việc lạ nên tôi, A Nan, quỳ xuống bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, không hay tỷ khưu Kim Tài trước đây tạo phúc gì, lúc mới sinh ra đã có tiền vàng nắm trong tay. Kính xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật nói: A Nan, ông muốn biết nguyên do, hãy bình tĩnh để ta kể chuyện cho ông và đại chúng hay. Dạ, chúng con xin lắng nghe. Phật nói: A Nan, ông nên biết, đời quá khứ cách đây 91 kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Phật lấy pháp giáo hóa thế gian, độ thoát chúng sinh nhiều không tính xuể. Lúc ấy Phật và tăng chúng du hành trong nước. Các nhà hào phú trưởng giả nhân dân sửa soạn cố bàn các món ăn, dùng thuốc thang trần áo, đệm gối, mùng màn, đem dâng cúng cầu phước. Thuở ấy có một người nhà nghèo, hàng ngày phải ra những nơi đồng hoang kiếm củi để độ nhật. Vừa lúc anh bán củi được 2 đồng tiền, thấy nhà vua thỉnh Phật và tăng chúng vào cung cúng dường. Anh tự hận mình, thuở tiền sinh không biết cúng dường cầu phước, nay bị nghèo khổ. Nhà vua phước đức lớn lao mà còn ham phước như vậy, huống ta làm kẻ bần tiện lại không biết cúng dường hay sao. Nghĩ xong dốc lòng kính lễ dưới chân Phật, dâng 2 đồng tiền lên cúng Đức Phật. Thương anh, Ngài nhận rồi làm phép chú nguyện cho. A Nan, ông nên biết, người nghèo thuở đó do phát tâm cúng 2 đồng tiền, cho nên từ đó tới nay đã trải qua 91 kiếp, sinh vào thế giới nào cũng được hưởng giàu sang và có 2 đồng tiền vàng nắm trong tay. Người nghèo này chính là tỷ khưu Kim Tài. Ví này chưa được đạo quả thì đời vị lai còn được rất nhiều phước báu. A Nan, tất cả chúng sinh nên lấy sự cúng dường bố thí làm sự nghiệp, kẻo kiếp sống dễ qua khó lại mà không có chút duyên lành gì làm tư lương cho hậu thế. Khi bấy giờ, tôi A Nan và tất cả mọi người trong đại hội nghe Phật nói xong, ai cũng tin kính và phát tâm cúng dường bố thí. Rồi đó,
có người được quả Tu Đà Hoàn, người phát ý vô thượng cầu đạo chánh chân, lại cũng có người trụ ngôi bất thoái. Mọi người đều tôn kính, tuân theo phụng hành, cúi đầu lễ tạ, lui ra. Mười, Hòa Thiền. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại rừng cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng với những vị tỳ khưu lớn, cả thảy 1250 vị tại đó. Nước Xá Vệ khi ấy có một người hào trưởng, và vợ của ông năm đó sinh được cậu con trai, đầu tròn mặt vuông, hồi ngộ tuấn tú tươi đẹp. Giữa lúc sinh cậu, trên trời tự nhiên hoa rơi xuống đầy sân. Nhân điểm tướng này, ông bà đặt tên cho cậu Phất Ba Đề Bà, tiếng Tàu dịch là Hoa Thiên. Dân làng ai cũng khen ông bà nhiều phúc đức, sinh được người con quý. Hào trưởng vui mừng, nuôi cậu một cách sung sướng, hy vọng sau này làm nên danh giá cho gia đình chủng tộc. Nên ông bà không lúc nào rời lòng yêu dấu cậu, luôn luôn làm những phúc lành để hướng cho cậu. Dòng tính nết cậu cũng ngoan ngoãn hiếu kính cha mẹ, lại có trí óc minh mẫn và hiền hậu. Đối với mọi người trong nhà như hàng xóm, không làm mất lòng ai bao giờ. Lại hay có tâm giúp đỡ người, nên được nhiều người kính mến, xa gần đều cảm phục. Sau khi lớn tuổi học hành tiến đạt, một hôm theo người thân tín đi cúng giảng Phật, tới chốn Phật nhìn thấy ngài có oai đức phi thường, đầy đủ tướng từ bi, quang minh chói sáng. Tự phát lòng kính ngưỡng, vui mừng hớn hở rồi thầm nghĩ rằng: người ta sinh trên đời, được gặp Phật là một sự khó, những người được hạnh ngộ là túc duyên lắm. Nghĩ xong, cậu tới trước Phật thụp lạy thưa rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con không biết có phước lành gì, hôm nay được tới đây chiêm ngưỡng ngài, cúi xin ngài từ bi giáo hóa cho chúng con được biết lối tu hành thoát khổ, đời đời được an vui sung sướng. Phật nói: hay lắm, người có duyên lành, muốn được an vui lâu kiếp, hãy ghi nhớ những lời ta nói. Còn người phú quý hoặc bần tiện cũng tự do mình tạo tác, gây nhân ngũ giới được sinh làm người, tạo 10 điều lành được sinh thiên, tham sẻn đọa làm quỷ đói, sát hại sinh mạng sân si phải đọa địa ngục, tà kiến vô nhân đạo làm loại súc sinh, vân vân. Cậu nghe xong như người đói được ăn, khát được uống, bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, ngày mai chúng con thành kính sửa trai nghi, cúi xin ngài và các vị thánh tăng rời gót ngọc tới nhà con, dùng ngọ và thuyết pháp để cho cha mẹ con, họ hàng con được ân chiêm công đức. Phật nói: con có lòng thành kính, ta và tăng chúng sẽ chứng lòng cho. Cậu ta lễ tạ lui ra, về nhà trình bày cùng cha mẹ công việc mời Phật ngày mai, thì hai ông bà rất vui vẻ. Đêm ấy cả nhà đều tấp nập bày tỏa trải chiếu tới sáng mới xong. Trong nhà chưa sửa soạn được các món ăn, ông bà liền hỏi cậu: bây giờ phải làm những món gì con? Cậu đáp: thưa mẹ, việc ấy để con lo liệu, mẹ không phải lo. Khi Đức Phật tới, do phúc đức của Hoa Thiên hóa hiện ra những tòa ngồi bằng thất bảo, nơi nằm, nơi nghỉ, trang nghiêm vô cùng tốt đẹp. Phật và tăng chúng thăng tỏa ngồi yên tĩnh, thì các món ăn ngon lành tự nhiên đầy đủ hiện ra. Sau khi dùng cơm xong, Đức Phật thuyết pháp nói về tứ diệu đế. Hoa Thiên và cả nhà được chứng quả Tu Đà Hoàn. Sau khi Đức Phật về tỉnh xá, Hoa Thiên xin cha mẹ theo Phật xuất gia cầu đạo giải thoát, vì ông bà đã hiểu đạo nên thuận lòng cho cậu đi theo Phật tu hành. Cậu tự tạ cha mẹ đến tỉnh xá, cúi đầu lễ Phật xong thưa rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi hoan hỷ cho con được xuất gia nhập đạo tu hành, vì đã được sự đồng ý của cha mẹ con. Phật nói: thiện lai tỳ khưu. Ngài nói dứt lời,
tóc trên đầu Hoa Thiên tự nhiên rụng hết, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa, thành một hình tướng sa môn, tu hành gắng gỏi, chẳng bao lâu đã chứng quả A-la-hán. Thấy việc của Hoa Thiên, tôi A Nan lấy làm lạ, nên tôi tới trước Phật làm lễ bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, tỷ khưu Hoa Thiên thuộc quá khứ làm phước gì? Lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống, khi cúng giảng Phật tự nhiên lại có giường tòa và các món ăn. Cúi xin Ngài chỉ giáo để chúng con được rõ. Phật nói: A Nan, ông muốn biết chuyện của Hoa Thiên, hãy lắng nghe ta nói cho ông hay. Dạ, chúng con xin chú ý lắng nghe. Đời quá khứ cách đây đã quá xa xưa, thuở đó có Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, Phật ứng thế độ sinh, thường thường cùng tăng chúng vào các làng ấp để giáo hóa những nhà tôn quý và nhân dân, đem các món ăn và dụng cụ ra cúng giảng. Lúc ấy có một người nhà nghèo, thấy họ sùng kính cúng giảng cầu phước, trong lòng tuy hoan hỷ nhưng hận mình nghèo không có gì dâng cúng để làm duyên cho tương lai. Anh liền hái hoa cỏ bên lề đường, một lòng thành kính lễ lạy tung lên trên chư tăng rồi đi. A Nan, chính người nghèo cúng hoa thuở đó nay là tỷ khưu Hoa Thiên, đấy cũng do đời quá khứ có lòng tin kính cúng hoa, chí tâm cầu nguyện, từ đó tới nay đã trải qua 91 kiếp. Hoa Thiên được phước báu sinh vào thế giới nào, thân thể cũng tốt đẹp, ý muốn dùng gì cũng được đầy đủ, thức ăn uống, giường tòa, các dụng cụ nghĩ đến thì tự nhiên có. Và lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống, do phước duyên đó mà nay được đắc đạo. A Nan, tất cả chúng sinh chớ coi sự cúng dường nhỏ mọn mà khinh thường, xem Hoa Thiên thì tự biết. Bấy giờ tôi và tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui mừng tạ lễ mà lui. Tỳ khưu Bảo Thiên. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông trưởng giả, bà vợ sinh được cậu con trai mặt mũi đầy đặn xinh đẹp. Giữa lúc sinh, trên trời tự nhiên châu bảo rơi xuống như mưa: vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc sa cừ, ngọc ma não, ngọc san hô, ngọc phách, nơi vườn, ngoài sân, đầy giấy. Dân làng hàng xóm xuống đến xem và lượm châu bảo dùm. Họ lại ca tụng ông bà có nhiều phúc đức và người con quý, nên trời ban thưởng những châu bảo này ư? Trưởng giả vui mừng vừa được quý tử lại được châu bảo, tự nghĩ: việc này từ cổ đến kim chưa từng thấy. Hồ nghi không biết tốt hay xấu, nên sai người đi tìm thầy tướng đến xem hung cát thế nào. Thầy tướng tới nhà, ông nói: thưa ngài, nhà tôi mới sinh được một mụn con trai, lại thấy có chân bảo rơi xuống nhiều, không biết hay dở thế nào. Xin ngài xem dùm và coi tướng cháu có thể nuôi được nên người không? Thầy tướng nói: dạ, ngài ấm cháu ra đây. Bà trường giả nghe thầy nói vội bế con ra. Thầy ngắm nghía hồi lâu rồi nói: thưa trường giả, cháu có nhiều tướng quý, đầu tròn, mũi thẳng, tai dày và trán vuông, mặt dày, bàn chân bàn tay đầy, sau này có thể làm lợi ích cho gia đình xã hội. Nếu xuất gia sẽ được chứng quả giải thoát. Ông bà cứ yên chí nuôi cháu cho cẩn thận, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe tướng sư nói, ông rất lấy làm hoan hỷ và nói: xin phiền thầy đặt tên cho cháu. Tướng sư nói: theo điềm có châu bảo rơi xuống, đặt tên cho cháu là Lạc Na Đề Bà, tiếng tàu dịch là Bảo Thiên. Nói rồi tướng sư đứng lên cáo lui ra về. Ông trưởng giả thận trọng cảm ơn và tạ lễ. Quả như lời tướng sư nói, Bảo Thiên khi lớn tuổi
học hành thông minh, tài năng lỗi lạc, nhưng rất ham đạo đức và có chí suy tầm đạo giáo. Một hôm cậu sang chơi nhà thân quen tỉnh khác, họ đưa cậu đến yết kiến Phật. Tới nơi mọi người đều nhiếu Phật 3 vòng. Cậu cũng theo như họ lễ và nhiếu, rồi lui ngồi một bên. Nhìn thấy Phật oai đức phi thường khắp trời đất không ai sánh kịp, sinh lòng mến mộ, phát ý xả tục, nhập đạo, nối trí như Phật. Tới đây Đức Phật thăng tòa thuyết pháp cho đại chúng nghe, nói về 12 nhân duyên. Chúng sinh bị luân chuyển trong 6 đạo. Xong cuộc thuyết pháp, mọi người tạ lễ lui ra. Bảo Thiên được nghe lời vàng ngọc của Phật giáo hóa, lấy làm sung sướng, định tâm, lần này quyết xuất gia tu đạo. Khi về tới nhà, cậu quỳ xuống thưa cha mẹ rằng: kính lạy song thân, được làm người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn. Hôm qua còn được yết kiến Thế Tôn, lại được nghe chánh pháp, còn nhận thấy ngoài đạo Phật ra không còn đạo nào có thể giải thoát cho con người. Vậy kính xin song thân cho con xuất gia học đạo. Ông bà thấy cậu hướng việc tu hành, vui vẻ nói: cha mẹ sinh người chứ không sinh được tánh, ý con muốn xuất gia thì cha mẹ cũng vui lòng. Được sự đồng ý của cha mẹ, rồi lễ tạ ra đi. Tới nơi cúi đầu lễ Phật thưa rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con từ vô thủy kiếp bị nổi chìm trong biển sinh tử, không người cứu vớt. Ngài như một chiếc thuyền từ cứu người giải thoát. Hôm nay chúng con tới đây một lòng thành kính cầu xuất gia học đạo, để lên nơi giác ngạn, cúi xin Ngài từ bi tiếp hóa. Phật nói: thiện lai tỳ khưu. Vừa nói dứt lời, tóc trên đầu Hoa Nghiêm rụng hết, áo trên mình biến thành áo cà sa, từ đó theo Phật tu hành. Vốn trí óc thông minh sẵn, nên không bao lâu đã chứng được quả A-la-hán, cắt đứt đường sinh tử, không phải thụ sinh trong 3 cõi. Nhân buổi thư nhàn vấn đạo, tôi A Nan muốn biết rõ câu chuyện này, nên bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, không hay tỳ khưu Bảo Thiên đời trước làm phước gì, lúc sơ sinh lại có châu bảo trên trời bay xuống, và những món ăn dùng tự nhiên biến hiện tùy theo ý muốn. Xin Ngài nói cho chúng con được rõ. Phật dạy rằng: A Nan, đời quá khứ cách đây đã lâu lắm, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, tế độ cho quần sinh được giải thoát rất nhiều không tính xuể. Một hôm các vị tăng đi vào các thôn xóm khất thực, người dân chen nhau mang các món ăn ra cúng dường. Lúc ấy có một người nghèo phát sinh lòng hoan hỷ, muốn cầu phước cúng dường nhưng không có tiền của. Cùng bất đắc dĩ, lấy một nắm đá tròn như hạt châu với một lòng thành kính thiết tha, tung nắm đá ấy lên các vị tăng và khấn nguyện rằng: nguyện cho con đời đời phú quý trường thọ và được đạo giải thoát như các ngài. A Nan, ông nên biết người nghèo cũng đã thuở đó chính nay là tỳ khưu Bảo Thiên, cũng do đời quá khứ có lòng kính tin ngôi Tam Bảo, đem đá cúng chư tăng, cho nên từ đó tới nay trải qua 91 kiếp, được hưởng vô lượng phước báu, sinh về xứ nào cũng an hưởng tự nhiên. Cũng bởi duyên ấy, nay được gặp ta và đắc đạo quả. Bây giờ, tất cả mọi người trong đại hội nghe Phật nói xong, ai nấy đều phát tâm tin kính sự cúng dường, rồi có người đắc sơ quả, cho đến tứ quả, cũng có người được ngồi bất thoái, vui mừng tạ lễ mà lui. Sàn đề Bà La. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại rừng trúc, khi Ngài mới thành Phật, bắt đầu độ nhóm ông Kiều Trần Như, cả thầy 5 người. Sau độ cho anh em ông Uất Tỳ La Ca Diếp 1000 người, độ người đã nhiều, được thoát khổ cũng lắm. Bây giờ nhân dân nước La Duyệt Kỳ vui mừng được bậc thánh nhân xuất thế,
ai ai cũng ca tụng khen ngợi Đức Thế Tôn. Một đấng cứu thế biết bảo chúng sinh được hàm ân thoát khổ, hơn nữa Ngài còn hóa phục được những tà đạo trở lại theo Ngài, thực là một việc lại còn khó hơn. Họ lại khen nhóm ông Kiều Trần Như và anh em ông Uất Tỳ La Ca Diếp với các vị đại đức tỳ khưu khác. Đối với Đức Thế Tôn, chẳng hay đời trước có duyên gì, chúng pháp mới đánh đã được nghe trước, nước cam lộ được uống trước. Các tỳ khưu ấy thấy họ ca tụng như vậy, liền đem chuyện ấy lên thưa với Phật. Phật nói: đó không chi lạ đâu, ta với các ông ấy đã có lời thề nguyện từ đời quá khứ, nếu ta được thành Phật, ta sẽ độ cho các ông ấy trước. Các thầy thưa rằng: kính lạy Ngài, thuở xưa Ngài thề nguyện thế nào, cúi xin nói cho chúng con được rõ. Phật dạy: muốn biết sự tích ta với các ông ấy đời quá khứ, hãy để ý nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho hay. Đời quá khứ cách đây đã lâu lắm, có đến vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không thể dùng tâm suy nghĩ và lời nói mà tính được. Cũng châu Diêm Phủ này có một nước lớn gọi là Ba La Nại, ông vua nước ấy tên là Ca Lợi. Cũng thời đó có một vị đại tiên tên là Sàn Đề Bà La và cả thảy 500 đệ tử ở trên một quả núi tu theo phép nhẫn nhục. Một hôm, nhà vua nước ấy cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào núi để du ngoạn, săn bắn các thú vật, bày các cuộc vui, uống rượu ăn thịt, các thể nữ múa hát, làm cho nhà vua vui tai thích mắt, thỏa thích với dục lạc, rồi tiệc rượu. Nhà vua nằm nghỉ nhọc dưới gốc cây. Thừa cơ ấy, các cô rủ nhau đi xem hoa trong rừng. Tới một hàng núi, thấy ông Sàn Đề Bà La đương ngồi yên tĩnh có vẻ trầm tư suy xét. Các cô này thấy ông đạo mạo với nét mặt siêu phàm, ngoài cuộc trần tục, nên các cô sinh lòng kính trọng. Hái các thứ hoa tung lên cúng dường, rồi ngồi xúm lại xung quanh để nghe thuyết pháp. Khi hết hơi men, nhà vua thức dậy, nhìn xung quanh không thấy một người con gái nào hậu cảnh. Ông nổi giận quá đứng phát dậy, cùng với bốn ông quan đại thần đi tìm. Một lát tới chỗ ông Tiền, thấy bọn các cô đang ngồi vây quanh trước sau. Nhà vua cất tiếng la lớn, các cô này sợ hãi chạy giạt ra. Nhà vua tới trước chỗ ông Tiền hỏi rằng: nhà ngươi đã đắc định tư không chưa? Thưa, chưa được. Nhà ngươi đã được tứ vô lượng tâm chưa? Thưa, chưa được. Nhà vua lớn tiếng nạt rằng: từng ấy công đức đều nói chưa được, như vậy nhà ngươi có hơn gì kẻ phàm phu, thế mà dám ngồi chung với những đứa con gái này ở nơi vắng vẻ, tin sao được? Ông Tiên lặng yên không đáp lời nào hết. Nhà vua lại hỏi: ở đây người là thế nào, tu đạo gì? Thưa, tôi tu theo hạnh nhẫn nhục. Nhà vua có vẻ tức giận, rút kiếm ở sau lưng ra nói: nhà ngươi tu nhẫn nhục ư? Nhẫn nhục để ta thử xem ngươi có nhẫn nhục được không. Nói xong chém phát hai cánh tay ông Tiền rơi xuống đất, rồi hỏi tiếp: đã nhẫn nhục được chưa? Tiền đáp: nhẫn nhục được. Ông lại chém phát hai nhát vào hai vế đùi nhà ra, rồi hỏi tiếp: đã nhẫn nhục được chưa? Nhẫn nhục được. Nhà vua lại xẻo hai tai vào mũi, trông rất ghê sợ. Tất cả quan quần thể nữ nhìn thấy nhà vua quá ư ác nghiệp với ông Tiên, ai cũng xám đen mặt lại, nhưng không dám can ngăn vì sợ cơn ghen của ông đương bộc phát. Xong họ nhìn thấy ông Tiên nét mặt bình tĩnh không chút biến đổi. Nhà vua đứng ngước mắt nhìn xem ông Tiên này có phản kháng gì với mình không, nhưng không. Ngay giờ phút ấy, quả đất tự nhiên rung động 6 lần, 500 vị tiên đệ tử theo ngài tu học bay vót lên hư không, ngó xuống hỏi rằng: lạy thầy, thầy bị đau khổ như vậy có khỏi mất tâm nhẫn không?
đáp: Tâm ta vẫn bình tĩnh và cũng là tăng thượng duyên cho tâm nhẫn của ta lại càng thêm vững chắc. Tới đây, ông vua đã từ từ hạ cơn ghen, nhìn thấy ông Tiền vẫn thản nhiên, sự nhẫn đã thế, lại còn sự đau cũng không thấy hoài tâm, dịu giọng hỏi: Nhà ngươi tự nói tu phép nhẫn nhục, lấy gì làm bằng cớ cho có sự thật? Đáp: Ta không nói nhà vua cũng thấy được sự thật của ta. Một là ta không khuất phục dưới thế lực áp bức bất minh thiếu nhận xét. Hai là ta không quan tâm đến lưỡi kiếm của nhà vua chém ta. Và ta cũng không có ác niệm gì đối với sự hung tàn của nhà vua. Muốn biết rõ sự thật, ta sẽ nguyện rằng nếu quả ta có thực hành đạo nhẫn nhục, huyết sẽ biến ra sữa, thân sẽ bình phục như cũ. Đại Tiên nói xong, huyết tự nhiên biến ra sữa, thân thể lại hoàn toàn như xưa. Nhà vua thấy sự nhẫn nhục của Đại Tiên hiển nhiên quá, cảm động quá, rùng mình, sợn gáy, sợ toát mồ hôi. Là mình đã quá ư nóng giận với tầm mê chấp tham dục, nếu ta không xin lỗi sẽ bị chiêu hỏa. Nhà vua vội vất kiếm xuống đất, quỳ trước mặt Đại Tiên thưa rằng: Thưa Đại Tiên, chúng tôi hiểu lầm, vì quá si mê nên hôm nay đối với ngài một cách quá đáng, vô nhân đạo. Cúi xin ngài tha thứ, nhận lòng thành sám hối của tôi. Đại Tiên đáp: Hôm nay nhà vua cũng vì nữ sắc quá giận, dùng kiếm chém ta, tâm nhẫn của ta như đại địa. Ta thề rằng sau khi ta được thành Phật, ta sẽ dùng tuệ đạo chém ba cái độc tham sân si cho nhà vua trước. Nhà vua thấy Đại Tiên đã hoan hỷ tha thứ và nhận lời tạ lỗi của mình, vái chào ra về. Lúc ấy trong núi có các bộ long vương, bộ quỷ thần thấy vua Ca Lợi vô cớ làm hủy nhục vì Đại Tiên, tức giận nổi cơn thịnh đình, làm cho mây khói u ám dập trời, sấm sét vàng dội, ý muốn hại vua và đánh chết họ hàng nhà vua cho bằng hết. Đại Tiên thấy thế ngửa mặt lên trời nói rằng: Các ông nên buông lòng bao tỏa khắp muôn loài. Nếu có thiện chí với tôi, bênh tôi, thì xin đừng làm hại nhà vua. Từ đó, vua Ca Lợi tự hạ mình xuống như người đệ tử tôn kính Đại Tiên như thầy, luôn luôn đến thăm viếng cúng giảng, cũng có lúc mời về vương cung giảng dạy. Thời ấy, cũng có một bọn phạm chí chừng ngàn người tu theo tà đạo. Thấy vua Ca Lợi kính trọng biệt đái vì Đại Tiên, sinh lòng ghen ghét, thuê người lấy phân chát lên tòa ngồi của Đại Tiên lúc vắng mặt. Đã nhiều lần nhưng không biết rõ kẻ nào có tâm nham hiểm xấu xa, một thái độ đê hèn. Sau cùng, do sự điều tra chắc chắn của nhà vua, bắt được những kẻ gian ác đem ra tra hỏi. Chúng tự xưng là bọn phạm chí mướn. Lập tức vua Ca Lợi hạ lệnh bắt hết nhóm phạm chí lại cung môn. Đại Tiên vốn lòng từ bi và đương thực hành đạo nhẫn nhục, nên xin vua tha tội cho họ. Trước nhà vua và đại chúng, Đại Tiên phát thệ rằng: Tôi vì chúng sinh tu hành nhẫn nhục, tích góp công phu không lười mỏi để cầu thành Phật. Sau khi được thành tựu, tôi sẽ lấy nước pháp trí tuệ tẩy trừ cho hết trần cấu uế dục lũ các người này được trong sạch trước. Tới đây, Phật nhắc lại cho tôi hay rằng: A Nan, ông Sàn Đề Bà La thuở đó chính là tiền thân của ta. Vua Ca Lợi này là ông Kiều Trần Như. Bốn quan đại thần tuổi đó này là bốn vị tỷ khưu cùng nhóm với ông năm người. Còn ngoại đạo phạm chí lúc đó này là ông Uất Tỷ La Ca Diếp và ngàn vị tỷ khưu này. Thuở đó ta thề nguyện độ cho các ông ấy trước, nay ta thành Phật nên các ông ấy được độ trước. Như vậy biết lời thề nguyện không sai. Khi đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui mừng, tán thán hạnh nhẫn nhục của ngài thực là hy hữu, rồi cùng nhau lễ tạ lui ra.